Vâng, và chào mừng toàn thể tất cả các quý khách hàng đã quay trở lại với kênh bán hàng của mình, AutoChắc Sài Gòn. Và hiện tại thì mình đang có mặt tại trung tâm đăng kiểm 5014D nè. Đó. Và rất vui vì tiếp tục là được đi đăng kiểm và giao xe cho khách hàng. Thì cái sản phẩm vô cùng quen thuộc với khách hàng trong thời gian gần đây rồi. Thì với ngày hôm nay là một cái phiên bản nữa mà Kiệt muốn gửi đến tất cả các quý khách hàng, với một phiên bản màu cũng như là một cái thêm một cái sự lựa chọn nữa cho quý khách hàng khi mà muốn đầu tư xe tại van bên Kiệt. Thì cái dòng sản phẩm đó chính là van TRV. Đó, đang ở phía sau mình nè. Đấy. Thì đây là cái dòng sản phẩm không còn xa lạ gì đối với tất cả các quý khách hàng trong khoảng những năm, những tháng đầu năm của 2022. Thì ngày hôm nay là đây là cái đơn vị liên quan về bên công ty giấy. Đó là sản xuất về giấy đã đầu tư bên mình và đã dán logo đề can thương hiệu để quảng bá cho mình. Thì bây giờ là chúng ta sẽ dạo một vòng quanh con xe để có thể là tìm hiểu thêm về cái sản phẩm mà có cái logo và cũng như là cái thiết kế màu sơn nổi bật như thế này nha. Thì mời tất cả quý khách hàng theo chân Kiệt. Let's go. Vâng, và đây chính là cái dòng sản phẩm mà mình muốn gửi đến tất cả quý khách hàng nha. Trong thành phố để giao hàng đến các quận huyện trong nội thành, và kèm theo đó là quảng bá thương hiệu của mình đối với các đơn vị đấy. Thì video cũng ngắn để cho quý khách hàng nắm về cái dòng sản phẩm này thôi. Thì ngoài ra các bài đánh giá chi tiết đã có trên kênh YouTube của mình trước đó. Thì mời tất cả quý khách hàng có thể là click dưới link mô tả bên dưới, hoặc là inbox trực tiếp để biết thêm thông tin chi tiết về giá cũng như là thông tin xe. Thì xin chào và hẹn gặp lại những video sau. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the